Chương trình audio giáo lý hôn nhân phần thứ hai: gia đình là hội thánh tại gia. Bài 13: gia đình là hội thánh tại gia. Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý hôn nhân. Vừa qua chúng ta đã kết thúc bài giáo lý số 12 nói về đề tài sự phân ly vợ chồng. Bài giáo lý trên đã trình bày cho chúng ta thấy rằng, thứ nhất, hôn nhân trọn vẹn là hôn nhân đã thành sự, đã là một bí tích và vợ chồng đã ăn ở với nhau. Còn hôn nhân không trọn vẹn là khi thiếu một trong ba yếu tố trên. Hội thánh chỉ cho phép tháo gỡ đối với những cuộc hôn nhân không trọn vẹn, còn đối với hôn nhân trọn vẹn thì tuyệt đối không. Điểm thứ hai, ly thân là tình trạng hai người không còn chung sống với nhau, nhưng vẫn là vợ chồng. Trong một số trường hợp đặc biệt, hội thánh có thể cho ly thân, dĩ nhiên là họ không được phép kết hôn với người khác nữa, vì họ vẫn là vợ chồng trước mặt Thiên Chúa. Và điểm sau cùng, hội thánh luôn trung thành với lời dạy của Đức Kitô, nên không chấp nhận việc ly dị và tái hôn sau khi ly dị. Tuy nhiên, hội thánh vẫn ân cần mời gọi những người sống trong tình trạng này lắng nghe lời Chúa, tham dự thánh lễ, cầu nguyện, thực thi bác ái, giáo dục con cái trong đức tin và sớm hoán cải. Như chúng tôi đã trình bày trong lời giới thiệu, chương trình audio giáo lý hôn nhân bao gồm hai phần. Phần thứ nhất nói về đời sống hôn nhân và phần thứ hai nói về đời sống gia đình. Với bài giáo lý số 12 ở trên đã kết thúc phần thứ nhất, và bài giáo lý số 13 hôm nay sẽ bắt đầu phần thứ hai. Trước khi đi vào phần thứ hai, chúng tôi muốn cùng quý vị điểm lại những nét chính trong phần thứ nhất mà chúng ta đã tìm hiểu. Phần này đã trình bày cho chúng ta thấy, trước hết, hôn nhân là giao ước ký kết giữa một người nam và một người nữ, với đầy đủ tự do ưng thuận và ý thức trách nhiệm để trở thành vợ chồng. Chính Thiên Chúa là cội rễ của đời sống hôn nhân, vì Ngài đã lập nên hôn nhân qua việc tạo dựng loài người có nam có nữ và mời gọi họ sống yêu thương. Và yếu tố căn bản của hôn nhân chính là tình yêu, để qua đó đôi vợ chồng yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau và cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh sản và giáo dục con cái. Kế đến, hôn nhân công giáo là bí tích do Chúa Giê-xu đã lập để kết hợp hai người tín hữu, một nam, một nữ thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh, cùng ban ơn giúp họ sống xứng đáng ơn gọi của mình. Đặc tính của hôn nhân công giáo là đơn nhất, nghĩa là một vợ một chồng và bất khả phân ly, nghĩa là trung thành yêu thương nhau trọn đời. Và sau cùng, bí tích hôn nhân ban ơn giúp các đôi vợ chồng yêu thương nhau như Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh, kiện toàn tình yêu tự nhiên, củng cố sự hiệp nhất bất khả phân ly và thánh hóa họ trong đời sống siêu nhiên. Bây giờ chúng ta bước vào phần thứ hai với chủ đề gia đình là hội thánh tại gia. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về bổn phận của cha mẹ trong việc sinh sản và giáo dục con cái theo luật Chúa và Hội Thánh, cũng như hiểu được rằng các bí tích của Hội Thánh chính là của ăn nuôi dưỡng đời sống đức tin gia đình công giáo, đồng thời hiểu được mối tương quan giữa Hội Thánh và các gia đình, để từ đó chúng ta sống gắn bó với Thiên Chúa và Hội Thánh của Ngài và chu toàn sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó. Phần này bao gồm 9 bài, từ bài 13 tới bài thứ 21. Bây giờ kính mời quý vị bước vào bài thứ 13 với đề tài gia đình là hội thánh tại gia.
Trước hết, mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người. Kính thưa quý học viên, Hội Thánh từ thời sơ khai thường được hình thành từ các gia đình ngoại giáo trở thành tín hữu. Ví dụ, trường hợp gia đình ông Crispo ở Corinto mà sách Công vụ Tông Đồ kể lại. Khi theo đạo, họ ao ước cho cả nhà được ơn cứu độ. Những gia đình tín hữu này là những tế bào nhỏ mang sự sống Kitô giữa một thế giới ngoại giáo. Và mỗi gia đình đã thực sự là một hội thánh tại gia mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài giáo lý hôm nay. Nội dung bài giáo lý này sẽ trình bày ba điểm chính như sau. Thứ nhất, gia đình là hội thánh tại gia. Thứ hai, gia đình tham dự vào cuộc sống của hội thánh. Và sau cùng, gia đình tham dự vào sứ mạng của hội thánh. Bây giờ kính mời quý vị bước vào điểm thứ nhất. Gia đình là hội thánh tại gia. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới xa lạ và đôi khi thù nghịch với đức tin, thì gia đình Kitô hữu có vai trò quan trọng nhất, vì là những ngọn đuốc đức tin sống động và chiếu sáng trong gia đình như một hội thánh nhỏ. Trong đó, cha mẹ là những người đầu tiên dùng gương lành và lời nói mà truyền dạy đức tin cho con cái, cũng như cổ võ ơn gọi riêng của từng đứa con và đặc biệt chăm sóc đến ơn gọi linh mục. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng gia đình là nơi thể hiện đặc biệt chức tư tế cộng đồng của cha mẹ, con cái và mọi thành viên khác trong nhà qua việc lãnh nhận các bí tích, kinh nguyện và qua chứng từ bằng đời sống thánh thiện, hy sinh, bác ái. Gia đình là trường học đầu tiên giáo dục đức tin Công Giáo và là một trường học cho phát triển nhân tính con người cách trọn vẹn. Chính trong gia đình, người ta học được cách làm việc với tinh thần nhẫn nại và vui tươi, học được tình bác ái huynh đệ, sự quảng đại tha thứ, nhất là sự phụng thờ Thiên Chúa qua kinh nguyện và hy lễ đời sống. Chúng ta vừa lắng nghe điểm thứ nhất, gia đình là hội thánh tại gia. Tiếp theo, mời quý vị bước vào điểm thứ hai, gia đình tham dự vào cuộc sống của hội thánh. Cũng như hội thánh, gia đình Kitô hữu được mời gọi sống mầu nhiệm hiệp thông của ba ngôi, vừa đón nhận và đồng thời thông truyền ơn cứu rỗi. Trước hết, gia đình được mời gọi sống mầu nhiệm hiệp thông của Chúa Ba Ngôi. Như chúng ta biết, nơi Thiên Chúa Ba Ngôi, Thánh Thần là tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con, phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con. Còn nơi gia đình nhân loại, người con là kết quả của tình yêu giữa cha và mẹ. Sự so sánh không nhằm nói đến sự song song và tương ứng về quan hệ giữa các ngôi vị, nhưng nhằm nói đến sự tương tự về tình yêu thương hiệp nhất. Nơi mầu nhiệm Thiên Chúa, ba ngôi vị thần linh phân biệt với nhau. Ngôi này không phải là ngôi kia, nhưng lại không hề tách rời nhau, mà chỉ là một Thiên Chúa duy nhất. Mầu nhiệm ấy là nguồn gốc và mẫu mực cho các gia đình. Kế đến, gia đình được mời gọi đón nhận và thông truyền ơn cứu rỗi. Tông huấn về gia đình số 49 nói rằng,
Chính mẹ Hội Thánh sinh ra, giáo dục và xây dựng gia đình Kitô hữu bằng cách trao cho gia đình sứ mạng mà Hội Thánh đã nhận được từ nơi Chúa mình. Khi loan báo lời Chúa, Hội Thánh mặc khải cho gia đình Kitô hữu biết về căn tính chân thật của nó, nghĩa là Hội Thánh cho biết gia đình là gì và gia đình phải sống theo ý định của Thiên Chúa như thế nào. Khi cử hành bí tích, Hội Thánh làm phong phú và củng cố gia đình Kitô hữu với ơn của Đức Kitô để thánh hóa các gia đình mà tôn vinh Chúa Cha. Khi tiếp tục công bố giới răn mới về tình yêu, Hội Thánh làm sinh động và hướng dẫn gia đình Kitô hữu vào việc phục vụ tình yêu, để giúp nó bắt chước và làm tái sinh tình yêu tự hiến mà Chúa Giêsu đã dành cho toàn thể nhân loại. Đến lượt mình, gia đình Kitô hữu cũng hòa nhập vào trong mầu nhiệm Hội Thánh, đến độ được dự phần vào sứ mạng cứu rỗi đặc biệt của Hội Thánh theo cách riêng của mình, nhờ ơn bí tích hôn nhân trong bậc sống và trong lãnh vực của họ. Đôi bạn và cha mẹ Kitô hữu cũng có được ơn riêng dành cho họ trong lòng dân Thiên Chúa. Do đó, không những họ nhận được tình yêu của Đức Kitô để trở nên một cộng đồng được cứu rỗi, mà còn được mời gọi truyền đạt cho anh chị em của họ chính tình yêu của Đức Kitô. Và như thế, họ trở nên một cộng đồng cứu rỗi người khác. Gia đình Kitô hữu không những nhận được tình yêu của Đức Kitô để trở nên một cộng đồng được cứu rỗi, mà còn được mời gọi truyền đạt cho các anh chị em khác chính tình yêu của Đức Kitô. Do đó, một đàn gia đình Kitô hữu là hoa quả và dấu chỉ của sự phong phú siêu nhiên của Hội Thánh. Nhưng đàn khác, nó còn là biểu tượng, chứng tích và san sẻ thinh chức làm mẹ của Hội Thánh. Điểm thứ hai vừa trình bày ở trên nói về gia đình Kitô hữu tham dự vào cuộc sống của Hội Thánh thông qua việc được mời gọi sống mầu nhiệm hiệp thông của Chúa Ba Ngôi, vừa đón nhận và đồng thời thông truyền ơn cứu rỗi. Và như chúng ta biết, gia đình Kitô hữu không những được tham dự vào cuộc sống của Hội Thánh, mà còn được mời gọi tham dự trọn vẹn vào sứ mạng của Hội Thánh nữa. Sự tham dự đó như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu ở điểm thứ ba sau đây. Gia đình tham dự vào sứ mạng của Hội Thánh. Gia đình Kitô hữu được mời gọi tham dự vào sứ mạng của Hội Thánh thông qua bao chức vụ của bí tích rửa tội, đó là chức vụ tiên tri, chức vụ tư tế và chức vụ vương đế. Khi sống các chức vụ đó, gia đình góp phần tích cực vào cuộc sống và sứ mạng của Hội Thánh. Chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể hơn về những chức vụ này như sau. Trước hết, khi sống chức vụ tiên tri, gia đình Kitô hữu là cộng đoàn đức tin và loan báo tin mừng. Gia đình Kitô hữu sống vai trò tiên tri của mình bằng cách đón nhận lời Thiên Chúa là đấng mặc khải cho họ điều mới mẻ kỳ diệu trong đời sống hôn nhân và gia đình. Chỉ trong đức tin, họ mới có thể khám phá và thán phục phẩm giá của hôn nhân và gia đình mà Thiên Chúa đã trao cho họ trong niềm vui mừng và biết ơn. Nhìn lại toàn bộ tiến trình hôn nhân của mình, các cặp vợ chồng sẽ khám phá ra hành trình đức tin qua từng giai đoạn. Ngay việc chuẩn bị hôn nhân đã mang tính cách của một hành trình đức tin. Đó là một thời gian đặc biệt giúp cho những người đính hôn tái khám phá và đào sâu về đức tin của mình,
để họ có thể đón nhận một cách tự do ơn gọi sống theo gương Đức Kitô và phục vụ nước Thiên Chúa trong chính bậc sống hôn nhân và gia đình. Giây phút quyết liệt mà hai người trong tư cách đôi bạn bày tỏ đức tin là lúc họ cử hành bí tích hôn nhân. Do bản chất sâu xa, việc cử hành này là một sự công bố trong hội thánh về tin mừng của tình yêu hôn nhân. Đó là lời Thiên Chúa mặc khải và hoàn tất dự định đầy khôn ngoan và yêu thương mà Ngài đã có đối với đôi bạn khi dẫn họ tới chỗ tham dự một cách nhiệm màu và thực sự vào chính tình yêu của Ngài đối với loài người. Việc tuyên xưng đức tin này đòi hỏi phải được kéo dài suốt cuộc đời của đôi bạn, trong và qua các sự kiện, các vấn đề, các khó khăn, các biến cố của cuộc sống thường ngày. Thiên Chúa đến với họ và nêu lên cho họ những đòi hỏi cụ thể để họ dự phần vào tình yêu của Đức Kitô đối với hội thánh. Khám phá ý định của Thiên Chúa và tuân phục ý định ấy là hai việc phải được thực hiện cùng một lúc trong đời sống hôn nhân và gia đình. Qua kinh nghiệm nhân bản về tình yêu giữa đôi bạn cũng như giữa cha mẹ và con cái, khi tình yêu ấy được sống trong thần khí Đức Kitô. Tùy mức độ đón nhận tin mừng và trưởng thành trong đức tin mà gia đình Kitô hữu trở nên một cộng đoàn loan báo tin mừng. Sứ mạng loan báo tin mừng này bắt nguồn từ bí tích rửa tội và nhận được nơi bí tích hôn nhân một sức đẩy mới, để họ có thể truyền đạt đức tin, thánh hóa và biến đổi xã hội theo ý định của Thiên Chúa. Thứ đến, khi sống chức vụ tư tế, gia đình Kitô hữu là cộng đoàn đối thoại với Thiên Chúa. Khi chu toàn sứ mạng hôn nhân và gia đình của mình nhờ sức mạnh của bí tích hôn nhân, gia đình Kitô hữu được đổ tràn tinh thần của Đức Kitô. Nhờ đó, tất cả đời sống của họ thấm nhuần đức tin, đức cậy, đức mến, ngày càng tiến tới sự trọn lành riêng biệt của họ và sự thánh hóa lẫn nhau, cùng nhau góp phần tôn vinh Thiên Chúa. Đó là vai trò tư tế mà gia đình Kitô hữu có thể và phải chu toàn trong sự kết hợp mật thiết với toàn thể hội thánh, qua những thực tại hằng ngày của đời sống hôn nhân và gia đình. Gia đình Kitô hữu cố gắng chu toàn ơn gọi và vai trò tư tế của mình, không những bằng việc cử hành thánh thể và các bí tích khác, hoặc bằng việc hiến dâng chính mình cho vinh quang Thiên Chúa, nhưng còn bằng đời sống cầu nguyện, tức là đối thoại bằng kinh nguyện với Chúa Cha nhờ Đức Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Kinh nguyện không phải là một sự chạy trốn các trách nhiệm thường ngày, nhưng chính là sức đẩy thôi thúc các gia đình Kitô hữu đến chỗ đảm nhận các trách nhiệm làm tế bào đầu tiên và căn bản của xã hội nhân loại và chu toàn đầy đủ các trách nhiệm ấy. Theo nghĩa đó, việc gia đình Kitô hữu tham dự vào cuộc sống và sứ mạng của hội thánh sẽ biến chuyển theo tỷ lệ của sự cầu nguyện trung thành và sâu đậm. Nhờ đó, gia đình Kitô hữu được kết hợp với cây nho sai trái là Đức Kitô. Sau cùng, khi sống chức vụ vương đế, gia đình Kitô hữu là cộng đoàn phục vụ con người. Hội thánh có sứ mạng hướng dẫn tất cả mọi người tới chỗ đón nhận lời Thiên Chúa trong đức tin, cử hành và công bố đức tin ấy trong các bí tích và kinh nguyện. Sau cùng,
diễn tả đức tin ấy qua những thực tại cụ thể của đời sống phù hợp với giới răn mới về tình yêu. Cũng vậy, gia đình Kitô hữu được luật mới của Thánh Thần linh hoạt và hướng dẫn, và được mời gọi sống tình yêu phục vụ đối với Thiên Chúa và tha nhân trong sự hiệp thông mật thiết với Hội Thánh là dân tộc vương giả. Tinh thần và thái độ phục vụ của gia đình Kitô hữu được thực hiện trước hết giữa đôi bạn và gia đình của họ, rồi được mở rộng cho cộng đồng Hội Thánh, và sau cùng phải vượt qua phạm vi những anh em cùng đức tin. Bởi vì mọi người đều là anh em của tôi. Đó là một tình bác ái, biết nhận ra nơi mỗi người khuôn mặt của Đức Kitô, và là một người anh em mà mình phải yêu mến và phục vụ, nhất là khi họ nghèo túng, yếu đuối, đau khổ hoặc bị đối xử bất công. Để có thể đào tạo những con người biết yêu thương và sống yêu thương trong mọi tương quan với người khác, gia đình Kitô hữu sẽ không tự khép kín, nhưng mở ra cho cộng đồng, hướng tới cộng đồng nhờ ý thức về công lý và nhờ sự quan tâm lo lắng cho người khác, cũng như nhờ bổn phận trong trách nhiệm riêng của gia đình đối với toàn thể xã hội. Hội Thánh vừa thánh thiện lại vừa gồm những con người bất toàn đang lần bước trên trần thế. Giữa lúc văn hóa tiêu thụ phát triển nhanh đến chóng mặt, khiến nhiều giá trị truyền thống bị sụp đổ, nhiều gia đình đã tan vỡ và nhiều Kitô hữu cũng bị biến chất, gây nên biết bao gương xấu, làm méo mó gương mặt Hội Thánh, làm cho nhiều người phải nản lòng. Tuy nhiên, tình thương và quyền năng của Thiên Chúa vẫn mãi mãi còn đó để cho ta tin cậy. Nỗ lực sống tốt lành của một gia đình Kitô hữu có vẻ như chẳng nghĩa lý gì giữa cơn lốc suy đồi đang ào ào thổi đến. Nhưng thật ra, nó sẽ là hạt men. Nó có thể đem lại niềm hy vọng cho một vòng đai nhỏ chung quanh nó, và sẽ dần dần lan rộng. Rồi đến khi có nhiều gia đình Kitô hữu cùng hòa chung một lời chứng, tiếng nói của họ sẽ âm vang, sẽ đem lại niềm hy vọng cho nhân loại, và mọi người sẽ hiểu đúng bản chất của Hội Thánh. Vậy, giữa một thế hệ ngang trái và tà vậy, anh em phải chiếu rạng như đuốc sáng trên thế gian. Kính thưa quý học viên, chúng ta đang theo dõi bài giáo lý số 13, nói về gia đình là Hội Thánh tại gia. Nội dung của bài giáo lý này xin được tóm lại qua 3 điểm chính như sau. Trước hết, gia đình Kitô hữu được gọi là Hội Thánh tại gia vì được tham dự vào sự sống và sứ mạng của Hội Thánh. Kế đến, gia đình Kitô hữu tham dự vào sự sống của Hội Thánh bằng cách sống mầu nhiệm hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi, đón nhận và thông truyền ơn cứu rỗi. Sau cùng, gia đình Kitô hữu tham dự vào sứ mạng của Hội Thánh bằng cách trở nên cộng đoàn đức tin và loan báo tin mừng, cộng đoàn đối thoại với Thiên Chúa và phục vụ con người. Bài giáo lý của chúng ta đã kết thúc ở đây. Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn qua giây phút cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được sống trong gia đình. Nhờ có gia đình mà chúng con được giáo dục những giá trị căn bản về đời sống xã hội,
cũng như đời sống đức tin. Hôm nay, Chúa lại mời gọi chúng con chuẩn bị xây dựng gia đình mới. Xin Chúa luôn hiện diện trong gia đình chúng con, khi vui cũng như lúc buồn, khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi, khi lo âu cũng như lúc hy vọng, khi sinh con cũng như lúc có kẻ qua đời. Để dù gặp phải những thăng trầm của cuộc sống, chúng con vẫn luôn chúc tụng Chúa cho đến ngày được sum họp với Chúa trong nước trời. Amen. Chương trình audio giáo lý hôn nhân. Phần thứ hai: gia đình là hội thánh tại gia. Bài 14: Linh đạo hôn nhân và gia đình. Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý hôn nhân. Bài giáo lý số 13 với đề tài Gia đình là hội thánh tại gia mà chúng ta vừa nghe đã cho thấy, trước hết, gia đình Kitô hữu được gọi là hội thánh tại gia vì được tham dự vào sự sống và sứ mạng của hội thánh. Kế đến, gia đình Kitô hữu tham dự vào sự sống của hội thánh bằng cách sống mầu nhiệm hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi, đón nhận và thông truyền ơn cứu rỗi. Sau cùng, gia đình Kitô hữu tham dự vào sứ mạng của hội thánh bằng cách trở nên cộng đoàn đức tin và loan báo tin mừng, cộng đoàn đối thoại với Thiên Chúa và phục vụ con người. Như vậy, qua bài giáo lý trên, chúng ta nhận ra mối liên hệ mật thiết giữa gia đình và hội thánh. Hội thánh ở đây không phải là khái niệm xa xôi, nhưng chính là một cộng đoàn giáo xứ mà chúng ta đang sống. Mỗi khi chúng ta tham dự các nghi lễ phụng vụ trong giáo xứ và góp phần xây dựng đời sống của giáo xứ, chính là chúng ta đang góp phần xây dựng hội thánh. Vì thế, mỗi gia đình Kitô hữu đừng để mình đứng bên lề hội thánh, mà hãy tích cực tham gia dấn thân cùng với hội thánh thi hành sứ mạng loan báo tin mừng qua việc phục vụ tại giáo xứ mình. Với bài giáo lý số 14 hôm nay nói về linh đạo hôn nhân và gia đình sẽ cho chúng ta thấy con đường đến thánh của đời sống gia đình như thế nào. Giờ đây kính mời quý vị bước vào bài giáo lý. Trước hết mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Ý muốn của Thiên Chúa là anh em được nên thánh. Kính thưa quý học viên, trong ngày thành hôn, đôi tân hôn nào cũng được cầu chúc trăm năm hạnh phúc. Thật vậy, hạnh phúc là khát vọng của tất cả mọi gia đình. Thế nhưng, như thế nào thì gọi là gia đình hạnh phúc? Theo truyền thống văn hóa Việt Nam, gia đình hạnh phúc là một gia đình trên thuận dưới hòa, con cái hiếu thảo, vợ chồng yêu thương nhau. Và đối với người Kitô hữu, ngoài những yếu tố trên, một gia đình hạnh phúc còn phải là một gia đình có Chúa Giêsu ở cùng,
bởi vì Ngài chính là tình yêu nối kết tất cả gia đình. Tông huấn về gia đình nói rằng: ơn Chúa Giêsu Kitô ban cho đôi bạn khi cử hành bí tích hôn nhân không bị múc cạn, nhưng vẫn theo sát đôi bạn trong suốt cả đời sống. Chúa Giêsu ở lại với họ để hai vợ chồng cũng mãi mãi trung thành yêu thương nhau bằng sự tự hiến cho nhau như Ngài đã yêu thương hội thánh và đã nộp mình vì hội thánh. Khi chu toàn sứ mạng hôn nhân và gia đình của họ với sức mạnh của bí tích này, họ được đổ tràn tinh thần của Đức Kitô. Nhờ đó tất cả đời sống của họ thấm nhuần đức tin, đức cậy, đức mến, và càng ngày họ càng tiến tới sự trọn lành riêng biệt của họ và sự thánh hóa lẫn nhau. Và bởi đó, họ cùng nhau góp phần tôn vinh Thiên Chúa. Như vậy, nhờ bí tích hôn nhân, đôi vợ chồng Kitô hữu nhận được những ơn riêng để sống ơn gọi hôn nhân và gia đình. Những ơn đó giúp họ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, đồng thời cũng giúp họ nên thánh trong đời sống hôn nhân và gia đình. Đó là nội dung mà chúng ta tìm hiểu trong bài giáo lý hôm nay thông qua ba điểm chính sau. Thứ nhất, mọi Kitô hữu được mời gọi nên thánh. Thứ hai, đinh đạo hôn nhân và gia đình. Và sau cùng, noi gương gia đình thánh để nên thánh. Bây giờ kính mời quý vị bước vào điểm thứ nhất. Mọi Kitô hữu được mời gọi nên thánh. Trước hết, như chúng ta đã biết, khi chịu phép rửa tội, người tín hữu không những được rửa sạch mọi tội lỗi mà còn trở nên một thụ tạo mới, thành nghĩa tử của Thiên Chúa, được thông phần bản tính Thiên Chúa thành chi thể Đức Kitô và thành đền thờ Chúa Thánh Thần. Nói cách khác, nhờ phép rửa tội, người Kitô hữu đã chết đối với tội lỗi để sống một cuộc sống mới. Đó là cuộc sống làm con cái Chúa Cha trong Chúa Giêsu Kitô dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Bởi vậy, mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh. Vì thế, Thánh Phêrô đã khuyên chúng ta rằng: anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em. Vì có lời Kinh Thánh chép: hãy sống thánh thiện, vì ta là Đấng Thánh. Việc nên thánh không phải chỉ dành riêng cho các linh mục và tu sĩ, nhưng cho mọi tín hữu. Thánh Phanxicô Salesio nói: mọi giáo dân đều được mời gọi nên thánh, và họ có thể nên thánh như là chồng, là vợ, như là nông dân, là công nhân, là lính, là thương gia, y sĩ, thầy giáo, nghĩa là theo đủ mọi ngành nghề và hoàn cảnh trong xã hội. Công đồng Vaticano II nhắc lại: tất cả các Kitô hữu, bất kể thuộc bậc sống hay địa vị nào, đều được kêu gọi tiến đến sự viên mãn của đời sống công giáo và đến sự trọn lành của đức ái, nghĩa là họ được mời gọi nên thánh. Kế đến, trong hội thánh có nhiều bậc sống khác nhau, nên cũng có nhiều con đường nên thánh khác nhau tùy theo mỗi bậc sống. Linh mục, tu sĩ có cách nên thánh của linh mục, tu sĩ. Giáo dân cũng có cách nên thánh riêng của mình. Con đường nên thánh dành cho mỗi bậc sống như vậy được gọi là linh đạo. Con đường này do Chúa Thánh Thần khơi dậy để giúp người tín hữu bước theo Đức Kitô và đạt tới đức ái trọn hảo theo bậc sống của mình. Từ xưa cho tới nay, Chúa Thánh Thần đã khơi dậy rất nhiều linh đạo khác nhau trong hội thánh. Chẳng hạn linh đạo Augustino, linh đạo Benedicto, linh đạo Camelo, linh đạo Francisco, linh đạo Đa Minh, linh đạo Ignacio, linh đạo Alfonso, linh đạo Teresa. Tất cả tạo nên sự phong phú và đa dạng trong hội thánh,
để giúp cho từng người tìm được con đường nên thánh phù hợp với khả năng, hoàn cảnh và bậc sống của mình. Qua điểm thứ nhất, chúng ta vừa kết thúc cho thấy rằng mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh, và tùy theo mọi cách sống khác nhau nên có những con đường nên thánh khác nhau. Chúng ta gọi chung là linh đạo. Bây giờ bước vào điểm thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu con đường nên thánh trong đời sống hôn nhân và gia đình. Linh đạo hôn nhân và gia đình. Đối với các đôi vợ chồng, Công đồng Vatican II nói, nhờ sức thiêng của bí tích hôn nhân, các đôi vợ chồng Kitô hữu biểu hiện và tham dự vào mầu nhiệm hiệp nhất và tình yêu phong phú giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Họ giúp nhau nên thánh trong đời sống hôn nhân, trong việc đón nhận và giáo dục con cái. Nhờ đó họ nhận được những ơn riêng cho bậc sống của mình trong dân Chúa, được ban cho những phương tiện cứu rỗi dồi dào như thế. Mọi Kitô hữu, dù ở địa vị nào, bậc sống nào cũng đều được Chúa kêu gọi đạt tới sự trọn lành thánh thiện, như Chúa Cha là đấng trọn lành, tùy theo con đường của mỗi người. Trong tông huấn gia đình, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhắc lại, ơn gọi mọi người nên thánh cũng được ngỏ với các vợ chồng và cha mẹ Kitô hữu. Đối với họ, ơn gọi này được nêu bật trong việc cử hành bí tích hôn nhân và được thực hiện cách cụ thể trong thực tế riêng của cuộc sống hôn nhân và gia đình. Chính cuộc sống này làm nảy sinh ra ân sủng và đòi hỏi phải có một linh đạo đích thực và sâu xa cho đời sống hôn nhân và gia đình. Linh đạo này được gợi hứng từ các chủ đề về sáng tạo, giao ước, thập giá, phục sinh và dấu hiệu bí tích. Nếu linh đạo hôn nhân và gia đình cốt tại tình yêu, yêu như Thiên Chúa yêu, và được gợi hứng từ các chủ đề về sáng tạo, giao ước, thập giá, phục sinh và dấu hiệu bí tích, ta có thể diễn tả những nét chính của linh đạo hôn nhân và gia đình như sau. Thứ nhất là tình yêu sáng tạo. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã sáng tạo vũ trụ và muốn cho con người được làm con của Ngài, sống hạnh phúc với Ngài mãi mãi. Thiên Chúa dựng nên con người có nam, có nữ, để yêu thương, chia sẻ, bổ túc nhau, đồng thời làm chủ những gì Chúa đã dựng nên. Vì thế Ngài đã truyền cho họ, hãy sinh sản cho đầy mặt đất. Qua bí tích hôn nhân, đôi bạn được mời gọi cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa bằng việc sẵn sàng đón nhận con cái và giáo dục chúng nên người, tạo nên một tổ ấm phục vụ cho sự sống. Mỗi lần trao cho nhau những hành vi âu yếm, mở gõ cho sự sống, đôi bạn ý thức mình đang cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa và nên thánh trong chính nếp sống đó. Khi chiêm ngắm tình yêu dịu dàng Thiên Chúa dành cho dân Israel, đôi vợ chồng biết luôn đổi mới tình yêu của mình qua những cử chỉ, lời nói, việc làm để đem lại hạnh phúc cho nhau và cho con cái. Trong việc giáo dục, cha mẹ ý thức mình là những cộng tác của Thiên Chúa. Nhờ đó không ngã lòng hoặc buông xuôi trước những đứa con bướng bỉnh. Ngược lại, biết cậy trông vào ơn Chúa để luôn nhẫn nại, kiên trì và yêu thương. Thứ hai là tình yêu giao ước. Thời cựu ước, Thiên Chúa đã ký kết giao ước với dân Israel và ban cho họ 10 điều răn để hướng dẫn họ sống trung thành với giao ước. Ngài mời gọi họ, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Thiên Chúa luôn trung thành với giao ước. Dù dân Israel bất trung, bội phản, Thiên Chúa vẫn một mực trung tín, xót thương và tha thứ.
núi có dời có đổi, đồi có chuyện có lây, tình nghĩa của ta đối với người vẫn không thay đổi. Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Cũng tương tự như vậy, khi cử hành bí tích hôn nhân, đôi bạn trao đổi với nhau lời thề hứa sẽ yêu thương và chung thủy với nhau suốt đời. Ví dụ, anh nhận em làm vợ và hứa giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em suốt đời anh. Ơn bí tích hôn nhân giúp hai vợ chồng nên thánh trong việc sống lời cam kết trên mỗi ngày trong một trọn vẹn hơn. Khi nỗ lực sống yêu thương và trung thành với nhau, đôi vợ chồng phản ánh tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, cũng như tình yêu của Đức Kitô đối với Hội Thánh. Đó là một tình yêu song sắc không đổi thay. Tình yêu đó tạo nên sự hiệp thông thâm sâu giữa vợ chồng với nhau, cũng như giữa cha mẹ và con cái, phản ánh mầu nhiệm hiệp thông trong Hội Thánh. Thư mục vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1992 cũng viết: sống phúc âm trong đời sống gia đình chính là sống tình yêu chung thủy mà con người đời nào cũng khát khao ca tụng và đã được Chúa Giêsu củng cố bằng bí tích hôn nhân. Chính Chúa Giêsu còn dựa vào sách Sáng Thế để tái lập quyền bình đẳng nam nữ và tinh thần bất khả phân ly của hôn nhân. Trong một xã hội mà đời sống gia đình đang bị đe dọa bởi nạn ly dị và những lối sống trái với luân lý đạo đức Việt Nam, sự trung thành giữa vợ chồng Kitô hữu sẽ là một ánh lửa soi sáng và sưởi ấm, một sự khuyến khích cho các gia đình khác. Thứ ba là tình yêu thập giá. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu nói: không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống mình vì bạn hữu. Ngài đã dùng cái chết trên thập giá để minh chứng tình yêu của Thiên Chúa và để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Con đường thập giá là con đường tình yêu, chấp nhận đau khổ để xóa bỏ tội lỗi và mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Thánh Phaolô đã khuyên nhủ các người làm chồng hãy nhìn vào gương Đức Kitô. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh. Để trước mặt người có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng tương tự như vậy, đời sống hôn nhân và gia đình có rất nhiều thập giá, những khuyết điểm và tính xấu của nhau, những va chạm và xung khắc, những thất bại và rủi ro, những khi gặp tai ương và bệnh hoạn, cảnh hiếm muộn cũng như việc chấp nhận từ bỏ ý riêng để sống theo giáo huấn Hội Thánh về việc sinh sản có trách nhiệm. Đó là những thập giá cần được đón nhận với tình yêu. Đời sống Kitô hữu mà không qua thập giá thì không thể đạt tới sự phục sinh. Như thế phải hiểu rằng không thể loại bỏ sự hy sinh trong đời sống gia đình, nhưng trái lại phải sẵn sàng đón nhận nó để tình yêu vợ chồng thêm sâu lắng và trở thành nguồn vui thân mật. Trong đời sống hôn nhân và gia đình, đôi bạn được mời gọi ngước nhìn lên thập giá Đức Kitô để học yêu thương, sống hy sinh, đón nhận nhau và tha thứ cho nhau. Anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Chính khi chấp nhận đi theo con đường hẹp, từ bỏ mình vác thập giá mình hằng ngày mà bước theo Đức Kitô,
Đôi vợ chồng cộng tác vào công trình cứu độ cho mình và cho mọi người trong gia đình. Thứ tư là tình yêu phục sinh. Đức Kitô phục sinh đã ra khỏi mồ. Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, mang lại sự sống mới cho nhân loại cùng giao hòa tội nhân với Chúa Cha. Trong đời sống hôn nhân và gia đình, mầu nhiệm tử nạn và phục sinh mời gọi đôi bạn luôn canh tân tình yêu của mình, không để những ích kỷ, ghen tuông len lỏi vào tình yêu đôi lứa. Phương thế để canh tân tình yêu chính là siêng năng đọc lời Chúa, cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, học biết thêm những kiến thức mới trong sách vở, báo chí để nuôi dưỡng tình yêu gia đình. Ngoài ra, gia đình Kitô hữu còn có sứ mạng truyền giáo, rao giảng tin mừng. Gia đình phải cởi mở đón nhận lời Chúa, rồi loan báo cho mọi người. Việc làm chứng và truyền giáo trước hết là trong chính gia đình. Cha mẹ loan báo tin mừng cho con cái bằng những lời dạy dỗ và nhất là bằng gương sáng. Ngược lại, con cái cũng có bổn phận góp phần làm cho cha mẹ nên thánh. Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 cũng nói: gia đình của anh chị phải trở nên như một trường học về đức tin, một nơi để cầu nguyện, một môi trường sống bác ái yêu thương và rèn luyện tinh thần tông đồ để làm chứng cho Chúa. Gia đình Kitô hữu làm tông đồ bằng chứng tá, phải chứng minh rằng các con được gọi nên thánh và các con có thể sống một đời hôn nhân đẹp lòng Chúa. Các con chia sẻ với các gia đình khác ân sủng hạnh phúc Chúa đã ban cho gia đình các con. Nhìn vào gia đình các con, thiên hạ phải đặt câu hỏi: tại sao họ có thể sống hiệp nhất, yêu thương, trung thành với nhau như thế? Và sau cùng là tình yêu bí tích. Nhờ bí tích hôn nhân, gia đình Kitô hữu trở thành bí tích của Thiên Chúa. Bí tích là một dấu chỉ hữu hình giúp người ta thấy được một điều vô hình. Gia đình là bí tích vì gia đình có thể giúp người ta nhận ra tình yêu Thiên Chúa. Cũng như tất cả mọi bí tích đều có mục đích thánh hóa con người, xây dựng thân thể Đức Kitô và thờ phượng Thiên Chúa. Bí tích hôn nhân từ nó cũng là một hành vi phụng vụ để tôn vinh Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô và trong Hội Thánh. Khi cử hành bí tích ấy, đôi bạn Kitô hữu bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với Thiên Chúa vì ân huệ cao cả Ngài đã ban cho họ. Để trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, họ có thể sống lại chính tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người và tình yêu của Đức Kitô đối với Hội Thánh là hiện thê của Ngài. Như vậy, qua bí tích hôn nhân, đôi vợ chồng Kitô hữu vừa là biểu hiện mầu nhiệm của sự kết hợp và của tình yêu phong phú giữa Đức Kitô và Hội Thánh, vừa tham dự vào mầu nhiệm này. Việc vợ chồng con cái yêu thương nhau là do Thiên Chúa nâng đỡ, nhưng đồng thời cũng cho thấy tình yêu Thiên Chúa và diễn tả tình yêu của Ngài. Dấu chỉ bí tích hôn nhân được thể hiện qua lời cam kết trung thành yêu thương nhau và tôn trọng nhau suốt đời, qua việc trao cho nhau chiếc nhẫn cưới làm biểu hiện tình yêu và lòng chung thủy. Chiếc nhẫn nhắc nhớ cho đôi bạn những lời họ đã cam kết, để họ luôn nỗ lực sống tín trung và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời. Tuy nhiên, để có thể diễn tả một cách trung thành tình yêu của Thiên Chúa, yêu thương như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh, gia đình Kitô hữu cần phải có ơn Chúa. Con đường nên thánh trong đời sống hôn nhân và gia đình phải là con đường đối thoại với Thiên Chúa, qua việc lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện và siêng năng lãnh nhận các bí tích. Do bí tích hôn nhân, đôi bạn nhận được sự thánh thiện và hằng ngày có nghĩa vụ phải sống sự thánh thiện đã nhận được,
Cũng do bí tích ấy, họ nhận được ơn và có nghĩa vụ luân lý phải biến đổi toàn thể đời sống mình thành một hy lễ thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa. Như thế, giáo dân cung hiến cho Thiên Chúa chính thế giới này. Nhờ biết phụng thờ Ngài khắp nơi bằng đời sống thánh thiện của mình, chúng ta vừa kết thúc điểm thứ hai, nói về con đường nên thánh trong đời sống hôn nhân gia đình. Con đường này là sống trung thành với Thiên Chúa và trung thành với nhau trên con đường tình yêu mà Thiên Chúa mời gọi mỗi gia đình. Điểm thứ ba cũng là điểm cuối cùng của bài giáo lý hôm nay, giới thiệu và mời gọi chúng ta noi theo mẫu gương gia đình thánh, bao gồm Thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Noi gương thánh gia. Thánh Giuse và Đức Maria là đôi vợ chồng thánh thiện, đã nêu gương cho các đôi vợ chồng Kitô hữu. Sở dĩ gọi là thánh gia chính vì gia đình của Giuse Maria gồm những con người thánh, đặc biệt có Chúa Giêsu là đấng thánh ở cùng. Con đường nên thánh trong yêu thương và chu toàn bổn phận gia đình chính là con đường mà thánh gia ngày xưa đã đi. Mỗi gia đình Kitô hữu ngày nay cũng được mời gọi noi gương thánh gia để trở thành những thánh gia khác. Đó là những cộng đồng yêu thương và hiệp nhất, mà khuôn mẫu là sự hiệp thông của ba ngôi Thiên Chúa. Sự hiệp thông này không khép kín, nhưng mở ra với các gia đình khác, và nhất là vươn lên tới chính Thiên Chúa tình yêu. Khi nhìn vào gương thánh gia, gia đình Kitô hữu cũng được mời gọi phát triển lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria. Vì hội thánh dạy rằng, khi được diễn tả bằng các tương quan chân thành với Đức Trinh Nữ và bằng việc noi theo đời sống thiêng liêng của Ngài, lòng tôn sùng Đức Mẹ đích thực là một phương tiện đặc biệt để nuôi dưỡng sự hiệp thông tình yêu trong gia đình và để phát triển linh đạo hôn nhân và gia đình. Mẹ của Đức Kitô và của hội thánh, một cách đặc biệt cũng là mẹ của các gia đình Kitô hữu là những hội thánh tại gia. Kính thưa quý học viên, chúng ta đang tìm hiểu bài giáo lý số 14, nói về linh đạo hôn nhân gia đình. Những phần vừa trình bày ở trên có thể tóm lại qua những điểm chính như sau. Điểm thứ nhất, nên thánh là sống hoàn thiện như Cha trên trời, trở nên giống Đức Kitô bằng cách sống yêu thương và chu toàn bổn phận. Tất cả Kitô hữu đều có bổn phận nên thánh trong bậc sống của mình. Điểm thứ hai, mỗi bậc sống đều có con đường nên thánh riêng, gọi là linh đạo. Linh đạo hôn nhân và gia đình là con đường nên thánh dành cho những người sống bậc hôn nhân và gia đình. Linh đạo này lấy tình yêu của Thiên Chúa đối với con người và tình yêu của Đức Kitô đối với hội thánh làm khuôn mẫu. Điểm sau cùng, để thực hành linh đạo hôn nhân và gia đình, đôi vợ chồng cần có tình yêu sáng tạo để sinh sản và giáo dục con cái, tình yêu trung thành để sống lời cam kết hôn nhân mỗi ngày một trọn vẹn hơn, tình yêu hy sinh để vui nhận vác thánh giá hằng ngày. Đôi bạn phải biết canh tân đời sống, làm chứng và loan báo tin mừng, đồng thời siêng năng cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. Phần tóm tắt trên đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta. Bây giờ mời quý vị cùng lắng động tâm hồn qua phút giây cầu nguyện.
lạy Chúa, Chúa đã muốn chúng con làm thành một gia đình Công giáo, một cộng đoàn yêu thương, để trở nên dấu chỉ tình thương của Chúa giữa lòng cuộc đời. Chúng con xin dâng lên Chúa mọi thành viên trong gia đình chúng con. Xin chúc lành, xin cho mọi người trong gia đình chúng con luôn sốt sắng thờ phượng, kính mến Chúa và hết lòng hòa thuận thương yêu nhau.